Hello mọi người, nhất là các em trai, em gái tuổi Nhâm Tuất 1982. Nếu các em xem video xong nhớ like và chia sẻ cũng như là bấm theo dõi kênh Anh Ba Tử Vi ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trở lại với tuổi Nhâm Tuất thì tuổi Nhâm Tuất năm nay thì sẽ vướng vào hoàng ốc và tam tai, cho nên là vướng cả hai cái này thì nên tốt nhất là xây nhà vẫn ok, nhưng mà được một cái là theo anh thì khuyên là dưới hoàng ốc thì có hoàng ốc hoặc có kim lâu thì mình cũng đừng có xây dựng nhà cửa. Thì xét nội tại của cái tuổi này là có can nhâm á, thuộc hành thủy, chi túc á, thì thuộc hành thổ, mà là thổ khắc thủy, cho nên là chi khắc can, dấu hiệu cho thấy là cái người này thì thường không phải là người may mắn có được cái thành công trong cuộc sống, phấn đấu hơn mức bình thường gấp đôi mức người bình thường thì mới đạt được thành công, hay gặp phải những nghịch cảnh cản trở trên con đường đi của mình ở trong cuộc sống. Nhâm Tuất là mệnh đại hải thủy, là đại hải thủy, là đại hải thủy dương, thì cho nên là tuổi Nhâm Tuất còn gọi là tuổi dương. Thì cũng như thế, tuổi dương sinh vào tháng dương á, là 1357, thì đó là tháng dương, là thuận lẽ âm dương. Còn mà sinh vào người tuổi dương mà sinh vào tháng âm 246 thì đó là nghịch lẽ âm dương. Những người mà sinh vào nghịch lẽ âm dương á, thì họ sẽ rất hay gặp các rắc rối, trắc trở trên cuộc sống, gặp ba cái chuyện đó là gọi là gì, tai họa trên trời rơi xuống, làm cho cuộc sống của họ cảm thấy là khó khăn, bức bối hơn những người sinh vào tháng dương cùng tuổi nha, chứ còn mình không nói ở tuổi khác. Thì còn mà những người mà sinh vào mà tháng dương á, là một điểm rất là thuận lợi, là điểm khởi đầu rất là tốt cho những người có lá số tử vi. Thông thường những người này thường có cuộc sống suôn sẻ hơn, gặp khó khăn thì họ vượt qua được, có thể vì cuộc sống như là mặt hồ, cuộc sống họ êm đềm, ít gặp sóng gió lớn ha. Họ không phải là một biển có sóng lớn mà chỉ là mặt hồ sóng gợn lăn tăn thôi. Đó là những người cùng tuổi. Xét mà tương quan ngũ hành giữa bản mệnh và nằm âm ngũ hành của tuổi này thì nam thuộc cung ly hành hỏa, mà thủy thì khắc hỏa, tức là bản mệnh khắc nằm âm ngũ hành, gốc khắc ngọn. Thường những người này không may mắn trong chuyện tình cảm, và tình cảm với người thân, với lại thân bằng quyến thuộc ha. Cuộc sống muốn giàu sang thì đa phần là phải tự lực cánh sinh và bôn ba xứ người, chứ còn mà ở tại chỗ thì rất hiếm người thành công, ở gần cha mẹ thì rất hiếm người thành công, không được may mắn trong cuộc sống, nhất là lúc tuổi trẻ. Nữ thì thuộc cung càn hành kim, kim sinh thủy, tức là nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh, là một trong những điều tốt cho cuộc sống về sau. Tức là nữ của tuổi này là may mắn hơn nam, họ có thể ở gần gia đình được, thì kim sinh thủy mà, cái gốc của họ cũng được hỗ trợ từ cái vẻ bề ngoài của mình, về cái cuộc sống hiện tại của mình. Họ có may mắn bất ngờ, có sự thành công, cái thành công của họ đạt được nhiều khi là do sự may mắn chứ không phải là do thực tài của mình, nhưng mà là cuộc sống của họ thì vẫn tốt hơn là cuộc sống của nam, ổn định hơn của nam. Tuy nhiên những người mà sinh tháng 6, tháng 6 âm lịch là có sao hỏa túng chiếu mạnh nên khó định duyên, hoặc là một là có chồng trễ, hoặc là lận đận trong yêu đương ha, tình duyên, về già là có nguy cơ bị trút bóng. Thì sao hỏa túng mà là gãy gánh này, rồi tháng 6 là những người rất là dễ gãy gánh, rồi dễ chiếc bóng ha, rồi gặp những cái con cái thì nó không có hiếu thuận, nó để cho mình cô đơn. Đó là những người mà nắm tháng 6 ha của cái mệnh này. Tôi bây giờ xét xem thử là 6 tháng cuối năm này đối với các anh chàng của Nhâm Tuất này thế nào. Nhâm Tuất thì năm nay á, là một được một cái sao may mắn, đó là sao sao mộc đức, sao chủ vui, an vui hòa hợp,
ha, tốt nhất trong các sao, các sao mà là tốt nhất. Người ta có nói một đức mà sao ấy tốt thay đó, thập ngoạn thập nhị đặng rầy ân lai, đúng không? Đó rất là sao đó, rồi người còn hay gọi là sao một đức mặc sức mạng, tức là ăn chơi thì cũng được. Hơi hạn thì hình tiền, hình tiền bệnh nặng nguy vong, tức là năm nay có thể là sẽ gặp một trận bệnh nặng. Vận niên đó là kê giáp viên, tức là gà về vườn tốt. Mạng thủy gặp năm hỏa là khắc nhập xấu, tương khắc thủy gặp hỏa xấu ha, tức gặp năm dậu là lục hại xấu luôn. Thiên can nhâm gặp năm đinh là tương hợp tốt. Vậy là mình có mạng khắc nè, tuổi tuổi là lục hại nè, thì mà nói lục hại thì không có đến nỗi nè, nếu nó đúng ra thì tức lục hại thì nhẹ thôi, nhưng mà sách thì biết là lục hại là xấu thì mình cũng không biết nó là lý do làm sao ha. Không không phải là xấu, ý của cái sách này là dướng vào tam tai, dướng vào tam tai cho nên là xấu, chứ không phải là nói là về về lục hại là việc gì, mình quên là cái vụ tam tai đi ha. Thì chiếu theo vận mệnh đó, của các cung sao đó, thì có thiên thủy nè, thiếu âm phi liêm suy ha, điếu khách quan phù quả tú kình dương, có quả tú. Quả tú rồi đối với nam thì không ảnh hưởng, kình dương thai sao cố định thì có thiên quan quốc ấn tử phù tướng quân long quan kiếp, sao kiếp sát triệt thiếu dương bệnh phù tử địa vọng. Nói chung là có một số sao, cái đó là sao cung tam hợp, các sao cố định nó như vậy. Thì nếu như mà luận đoán tổng quát của sách tử vi mà nói nhé, thì nhâm tuất năm nay là một năm gọi là không mấy thành công, dù có sao một đức nhưng là vẫn còn trong nạn hạn tâm tam tai, làm ăn thì nó vẫn cũng còn chật chuột lắm, chứ còn không phải là sao một đức này mặc sức mà ăn là được, tại vì nó còn phải dướng vào cái hạn của tam tai và địa chi và mệnh là năm sinh năm tương khắc. Cho nên là nói rằng tuổi này từ đầu năm đến giờ gọi là làm thì ra tiền mà xài thì cũng hết, gọi là làm ra được 3 đồng thì xài hết 3 đồng, mà 2 đồng chín rồi không có dư. Đó là những cái gì mà tới đầu năm này, thì mệnh thủy gặp năm hỏa gặp năm tam tai thì có những cái nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu. Đó là những cái luận đó. Về sức khỏe thì năm nay thì chủ yếu là bệnh ngoài da, bệnh vặt thôi. Sức khỏe chủ yếu năm nay là do là năm tam tai, cho nên là để ý những vật nhọn, đi xe cẩn thận, đừng có chạy quá nhanh. Đó là những tam tai thì nó sẽ có những tai nạn, tai kiếp, thị phi, tai tiếng, kêu là tai tiếng, thị phi thì kêu là tai tiếng, cho nên là rất là khó chịu. Thì năm nay thì công việc gọi là khó khăn thì cũng không đúng, nhưng mà gọi là suôn sẻ thì cũng 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 chưa được, gọi là bình kiếm được tiền, cuối năm thì có tiền. Rồi xét thử lượng đón thì những tháng cuối năm thế nào, bây giờ nếu nó đúng ra là tháng của mình là Tuất ha, thì tháng Tuất đó là Thìn Tuất Sửu Mùi, 2 tháng vừa rồi là tức là tháng tháng 6 tháng Đinh Mùi vừa rồi, với lại tháng 6 Đinh Mùi này thì thật sự ra là không phải là tháng tốt, dù là tháng thủy ha. Tháng thủy là tháng thủy âm, nhưng mà tháng thủy âm gặp tháng thủy dương là âm dương hợp hợp lẽ, nhưng mà đều mình ở trong tháng xung, tháng xung rồi mình ở trong năm tam tai nữa, cho nên là tháng xung của năm tam tai thì khó có chuyện mà làm ăn được, có thể là ra tiền nhiều hơn là làm thu vô, nhưng mà được có cái là mình mạng thủy luôn, cho nên là nó cũng không có phải là tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà sức khỏe thì có thể là hơi bị xuống cấp một tí xíu. Tháng sau là tháng Thân ha, thì tháng Thân, tháng Dậu, tháng Thân, tháng Dậu
tháng thân thì không sao, tháng thân thì được mệnh là thổ khắc thủy, nhưng mà tháng thân thì là tháng lạnh, cho nên là cũng không có đến nỗi nào. Tháng thân thì cũng bình bình, công việc tương đối không có gì mà lớn lao. Tháng Kỷ Dậu, năm năm Dậu là tháng nạp âm hỏa sinh thổ, thủy khắc thổ mà thổ đó, thủy khắc hỏa mà hỏa đó, thổ nó khắc lại thủy. Nạp âm của tháng Kỷ Dậu cũng bình bình thường đối với tuy là mình gọi là tháng 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 xung. Tháng xung cho nên là mình cũng không có đến nỗi nào, nói chung là cũng không 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 có gì xảy ra. Tháng Tuất ha, tháng Tuất tức là tháng 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 tuổi của mình luôn, tháng tuổi của mình nhưng mà là tháng Kim. Tháng tuổi nằm trong năm năm Tam tai nhưng mà là tháng Kim, Kim sinh thủy, cho nên tháng này chủ yếu vẫn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn là chủ yếu, chứ còn tiền bạc tháng này vẫn là không không có gì xảy đến với mình hết. Tháng này cũng là một trong những tháng có thể là nói là có tiền, dù rằng là nó là tháng Tuất ha. Tháng 10, tháng Tân Hợi, tháng Tân Hợi cũng được, tháng Tý, nói chung là hai cái tháng 6 vừa rồi là hai cái tháng gọi là khó chịu nhất của mình. Là nó cũng đã tương đối rồi. Tháng 12 là tháng Thủy, tháng Quý Sửu và tháng tháng Xung của mình, Thìn Tức Sửu Mùi. Nhưng mà nó là tháng Mộc và tháng này là tháng cuối của năm, cho nên là cái việc hao tài nó sẽ không có đáng kể. Sức khỏe của mình là chủ yếu. Nói chung năm nay luận đoán chung là người của tuổi tuổi Nhâm Tuất là có được sao Mộc Đức chiếu mệnh cộng với những cái sao sao bản mệnh, sao nhị hợp tam hợp chiếu mệnh cũng không phải là những sao quá xấu, cho nên là nói rằng là chỉ có sao bệnh thì chỉ có nói rằng là năm nay là một năm tương đối làm ăn thành công. Tuy là vào năm tam tai có những sự khó khăn gây gổ trong gia đình, có tai tiếng, có tai kiếp, nhưng mà luận chung năm nay vẫn khá hơn năm vừa rồi trong chuyện làm ăn. Nhưng mà có được cái ngôi sao chủ chiếu tốt về mệnh tiền bạc thì ngược lại cái sao bệnh nó lại đi theo mình, thì cho nên là cái việc sức khỏe rồi cái việc sao địa võng ở trong trong cung của mình thì luôn luôn nó có cái sự gọi là gặp mình là cái người là nội tại đã không may mắn rồi. Can chi nó sinh khác nhau rồi là nạp âm ngũ hành với bản mệnh nó cũng sinh khác nhau nữa, cho nên là mình sẽ gặp khó khăn trong chuyện tình cảm gia đình này, rồi bệnh tật. Đây chưa phải là những năm tốt nhất về việc mà gọi là làm ăn có tài có tiền của Nhâm Tuất, mà Nhâm Tuất phải vượt qua được năm sao, tức là qua năm tuổi của mình rồi thì đó mới là những năm mà thành công, gọi là tích lũy tiền tài gia địa địa sản đồ này kia của mình được, chứ còn hiện đại thì vẫn cứ bình bình thôi ha. Thì tuy là có sao tốt nhưng mà mình cũng có những cái sao ngôi sao xấu nằm trong cái cung tốt của mình, sao chủ tốt thôi, còn mấy cái sao mà đệ tử nó cũng không sao không tốt lắm, cho nên là cẩn thận về sức khỏe và tai nạn. Đó là những gì mà của các anh em, của các chàng trai của Nhâm Tuất của mình, thì xem coi các cô gái Nhâm Tuất của mình thì có may mắn hơn không. Nhâm Tuất năm nay là sao Thủy Diệu, sao chủ về tài lộc và chuyện vui, chỉ phòng việc đi sông nước ha, rồi tai tiếng, điều ăn tiếng nói thì vẫn còn trong tâm ta, nhưng mà đây là có được sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu mà nói đúng ra thì lành hơn sao Mộc Đức, bởi những cái sao xung quanh chiếu nó sẽ bị nó khắc chế xấu, mà bị sao Thủy Diệu chiếu mà chiếu tới thì nó sẽ bị khắc chế cái sự xấu rất nhiều. Mộc Đức chỉ là tự phát huy bản thân nó thôi, còn Thủy Diệu là lấn át được những cái xấu. Nó hành thủy mà, những sao xấu thì thường là nằm hành thổ, hành hỏa là nhiều. Đó sao sao mình mạng thủy mình gặp sao hành thủy nữa thì nó sẽ tốt hơn.
ha. Hạn đó là toán tập, là vận nạn đến thình lình, đàn bà rất kỳ bỏ mình nhiều khi. Đó là kê giáp viên là gà về vườn nè, thủy gặp hỏa là năm thủy gặp mạng thủy gặp năm hỏa là xấu nè. Tuổi Tuất gặp năm Dậu là lục hại xấu, tức là tầm tay đó. Thiên can nhâm gặp đinh là tương hợp tốt, thì cũng có lộc tồn phúc đức bác sĩ dưỡng thiên đức hồng loan đào hoa. Năm nay cũng có hồng loan đào hoa. Hồng loan là gì? Có thể là như đã nói, cái tuổi này là nếu như những người mà sinh tháng 6 là rất họ rất là dễ bị gãy gãy đổ, và người của tuổi Canh Tuất này cũng vậy, cái dạng cũng nhiều người họ canh cô mộ quả, cho nên đường tình duyên của tuổi Canh Tuất này cũng không mấy suôn sẻ. Nhất là nữ không mấy suôn sẻ, có thể là tình duyên còn ở vợ chồng đó, nhưng mà cái mâu thuẫn có hoặc là không có hạnh phúc. Canh cô mộ quả không phải là cứ cứ phải là không có gia đình mới là canh cô mộ quả. Nhiều khi mình có gia đình mà cái gia đình mình không hạnh phúc, mình luôn thấy cô đơn, chả được chia sẻ gì hết, thì cái nỗi cô đơn đó cũng là một 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 dạng mộ quả, tức là mình bị mộ quả về tinh thần. Thì cũng như các sao kia thì có rất là nhiều sao tốt ha, có là Thiên Quang, Quốc Ấn, Tự Phù, Tướng Quân, Lâm Quan, Thiếu Dương, có Bệnh Phù nhưng mà lại có Kiếp Sát và Địa Vọng, có Triệt. Thì phương diện mà năm nay á, mà nói á, là phương diện tình cảm á, thì năm nay rất dễ có tin vui tình cảm hay có thêm nhiều bạn bè mới. Nếu như mà ai đã gãy gánh thì năm nay sẽ rất là dễ có tin vui, có người yêu ha. Phương diện sức khỏe thì cũng như nam, chú ý cái việc đi xa và chú ý cái việc sử dụng những cái vật nhỏ. Rồi phương diện tài chính, tiền bạc làm ra nhiều, thủy diệu là làm ra tiền, nhưng vẫn còn trong tam tai, thì cái đồng tiền làm ra bao nhiêu thì nó lại xoay chuyển bấy nhiêu. Tức là làm ra giống như mình nói, làm ra 3 đồng xài 2 đồng rưỡi, thủy diệu đỡ ở chỗ đó xài được 2 rưỡi thôi, chứ còn mộc đức là xài tới 2 đồng 9 rồi ha. Cho nên là dù gì thủy diệu vẫn còn có dư một tí xíu. Và vận hạn thì tháng này có thể nói là tháng mùi, tháng thủy, và vận hạn vẫn còn nặng đo so với thần tự. Tháng tháng mùi là tháng tháng này nè, là 2 tháng vừa rồi, thì nói chung là do là tháng xung năm thủy nhưng cho nên là cái công việc làm ăn nó chỉ bình bình, của nữ thì không gặp khó khăn nhưng mà nó bình bình, nó cứ đều 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 nó chuyển qua thôi, chứ nó không có gặp khó khăn, không có hao tài. Nhưng mà nữ thì tháng 9 canh túc của nữ là mệnh kim, kim sinh thủy, tuy là sinh ra tiền nhưng mà canh túc nữ tháng 9 là tháng tuổi, cộng trong năm năm xung lục hại và tam tai, cho nên là tháng này sức khỏe cũng giống như nam thôi, tháng này sức khỏe của các bạn nữ của thế giới này thì gặp rất nhiều khó khăn, và có thể là các bạn nữ cũng có hao tài của tháng này nữa. Tuy là thủy diệu của các bạn có làm ra tiền thiệt nhưng mà thủy diệu của bạn không có giữ tiền được nhiều ha, cho nên là tháng 9 này có thể là ngoài cái việc sức khỏe cũng có hao tài, cho nên là nên chú ý tháng 9 khi đi xa, rồi đi xe cộ rồi ha, rồi làm ăn của tháng 9 này thì cũng đừng nên đầu tư lớn. Ví dụ như mà có làm gì đó mà ngắn hạn thì cái tháng 9 này được làm, mình làm trước mấy tháng đó đi. Và cuối cùng là tháng 12, tháng 12 là tháng mộc, thủy sinh mộc là sinh xuất, tháng này là tốn tiền là cái chuyện hiển nhiên đúng không, mình làm cả năm cuối thế cuối năm mình cũng phải sắm sửa rồi này kia, cho nên là lần đó hôm nay với các bạn tuổi Nhâm Tuất, mạng nữ sao thủy diệu thì là 1 năm thành công, 1 năm có được tiền bạc, tuy rằng nó cũng có những cái sự khúc mắc nhỏ nhỏ, nhất là cái việc tình cảm gia đình nó cũng có trục trặc, hoặc là đấy, còn đó là những người có tình cảm gia đình ha, tự nhiên nằm trong tam tai thì thường là gia đình hay có trục trặc lắm, không có được cái điều thuận lợi.
Nhưng các bạn có được săn đào hoa và săn hồng loa chiếu mệnh. Thì năm nay nếu như các bạn nào chưa có gia đình hoặc là gãy gánh thì năm nay đây là một năm có thể nói là sẽ có tình duyên mới và có một người yêu mới. Đó là luận đoán chung của anh ba về 6 tháng cuối năm của tuổi Nhâm Tuất 1982. Mong rằng nó giúp được các em có được cái nhận định riêng của mình để mình cảm thấy rằng mình tự tin. Vì năm này là năm có một cái sao chủ, cả nam lẫn nữ đều có một cái sao chủ rất là tốt, dù rằng mình đang ở trong năm Tam Tai. Nếu các em thấy hay thì bấm like và chia sẻ video, cũng như các em nào chưa đăng ký kênh của anh ba thì đăng ký kênh anh ba tử vi ở đây để đón nhận những cái chia sẻ tử vi phong thủy về tuổi Nhâm Tuất của mình cũng như các tuổi khác của anh chị em bạn bè của mình trong cuộc sống. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video khác.